Ngày 14 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2023 tại Liên bang Nga. Army là hoạt động triển lãm diễn đàn tổng hợp do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức hàng năm từ năm 2015, thu hút nhiều quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp quốc phòng các nước trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng. Diễn đàn là một trong những triển lãm vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Tại Ami qua các năm, Việt Nam duy trì cử các đoàn cấp cao tham dự. Đến năm 2018, Việt Nam chính thức tham gia trưng bày sản phẩm. Năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam tại Ami 2023. Nhân dịp tham dự Ami 2023, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham quan một số gian hàng của các nước tại diễn đàn, trong đó có gian hàng của Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã gặp gỡ và làm việc với các đối tác. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dân hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moscow. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.